Các bạn có bao giờ thắc mắc tại sao bí quyết giúp cây trồng khỏe mạnh lại đơn giản đến thế không? Xin giới thiệu Nano Canxi Bo Hữu Cơ, loại phân bón lá đột phá ngừng giúp giải quyết các vấn đề thường gặp như rụng hoa và trái non, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cây trồng trước thời tiết khắc nghiệt. Đây không chỉ là một loại phân bón thông thường, nó là một nguồn năng lượng dồi dào, chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu. Ngưng khi phun trực tiếp lên lá, Nano Canxi không chỉ giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn mà còn kích thích hệ thống phòng vệ tự nhiên, giúp cây khỏe mạnh và năng suất hơn. Sử dụng thường xuyên, bạn sẽ thấy cây trồng cứng cáp hơn, hoa nở rực rỡ và cho năng suất ấn tượng. Nano Canxi hoàn toàn phù hợp cho những ai yêu thích làm vườn, muốn tối đa hóa sức khỏe và vẻ đẹp của cây trồng mà không tốn nhiều công sức. Đừng chỉ nghe chúng tôi nói, hãy thử Nano Canxi và chứng kiến khu vườn của bạn phát triển vượt bậc.